chắn thằng này có gì mà ám. Mình phải theo dõi nó thôi. Làm cái gì đây? Mà mờ ám này. Tốt lắm, khá lắm. Nice. Đây là cái trò của mày. Ok. U đại ca ơi, nhiều tiền quá. Em xin, em đi nhá. Được rồi, đi đi. Ok sir, let's go. Tưởng ăn tiền của tao mà dễ à? Thằng này, đi cử lỡ tao. Được rồi. Chắc chắn bọn này buôn lậu tiền giả rồi. Mình giàu to rồi. Mang ba lô đây.
số tôi